đôi khi mình chỉ ngồi mình lắng nghe họ kể khổ thôi, nhưng nỗi khổ của một con người mà kể ra được thì nó đã được xoa dịu, nó đã được vơi bớt đi rất rất nhiều rồi. Nếu như ngay bây giờ tôi nói với bạn rằng hạnh phúc nó không ở đâu xa đâu, hạnh phúc nó ở ngay xung quanh bạn, thậm chí nó ở bên trong chính bạn, thì bạn nghĩ rằng bạn có tin tôi không? Và liệu những người nghe được điều này thì có bao nhiêu người tin và bao nhiêu người không tin? Tôi thì biết chắc chắn rằng bên cạnh những người tin vào điều đó cũng có rất nhiều người không tin. Đặc biệt là những người đang tổn thương, đang khổ đau, đang giận dữ, đang yếu đuối, đang cảm thấy rất là bất hạnh, thì họ đều không tin. Và bạn ạ, có những người khổ đau và tổn thương tìm đến với tôi và hỏi là cái cách nào để giúp cho họ thoát khổ đau, thoát tổn thương nhanh nhất, cái cách nào để cho họ hạnh phúc nhanh nhất. Thì tôi có nói với họ một vài cái bí kíp. Cái bí kíp một đó là nếu mà đang quá mệt mỏi thì có lẽ là đã nắm giữ quá nhiều những cái gì đó, như là sự mong cầu một ai đó phải thay đổi, sự kỳ vọng vào một ai đó, hay thậm chí mình nắm quá nhiều tiền hoặc quá nhiều danh vọng thì mình cũng rất dễ bất an. Nên điều đầu tiên là nếu như mình còn đang nắm cái gì mà khiến mình mệt thì phải dám thả tay ra để buông cái đó ra. Và cái điều thứ hai nữa mà người đó cần làm để cho hạnh phúc, mà hạnh phúc này có thể đến ngay lập tức, đó là xòe bàn tay ra để cho đi, để hiến tặng niềm vui, để giúp đỡ, để san sẻ nỗi khổ với một ai đó. Thì trong chính cái giây phút đó, bạn sẽ có thể trở nên hạnh phúc ngay. Và tôi cũng có rất nhiều những cái bài tập dành cho những học viên mà hay than rằng mình bị trầm cảm, mình bị khó chịu, mình bị tổn thương á. Tôi hay giao cái bài tập là đi đến những cái nơi có nhiều nỗi khổ niềm đau, như là những nơi mà nuôi trẻ mồ côi này, như là những nơi mà nuôi những cụ già neo đơn. Đến đó đi, giúp đi, cho đi đi, chăm sóc người ta, quan tâm người ta đi. Và bạn biết không, điều kỳ diệu nó đã đến ngay sau một vài buổi, khi mà những người đã từng nghĩ rằng mình rất là khổ đau, mình đi đến những cái nơi khổ đau hơn để mà giúp đỡ họ, thì họ lại cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên tôi muốn truyền đạt, gọi là truyền cảm hứng đi thì nó đúng hơn, tới bạn một cái thông điệp, đó là hãy trao đi hạnh phúc cho những người khác, hãy giúp đỡ cho những người khác, bất kể bạn đang ở đâu và bạn đang là ai. Nếu như bạn đang hạnh phúc rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều năng lượng và niềm vui để trao tặng cho người khác. Nhưng nếu như bạn đang khổ đau chẳng hạn, thì cũng hãy thử mở lòng mình, gác tạm cái khổ đau của bạn ở đó, để bạn bắt đầu biết giúp đỡ và lắng nghe những người xung quanh. Cái điều này nó có thể khó, bởi vì bạn sẽ bảo rằng khổ đau của tôi còn chưa giải quyết xong nữa mà. Nhưng nếu như cứ ngồi đó mà đợi giải quyết ý, thì không bao giờ xong được. Tại vì nếu như nội lực của bạn đủ để giải quyết cái khổ đau đó thì bạn đã giải quyết được rồi. Nhưng vấn đề là nội lực của bạn không đủ, vậy bạn phải tăng cái nội lực của bạn lên. Mà không có cách nào hiệu quả hơn cho việc tăng nội lực, đó là đi giúp đỡ người khác một cách chân thành. Và hãy thử xem nhé. Tôi cũng có nhớ là một trong những cái chương trình trực tiếp đầu tiên của tôi á, nó được diễn ra vào những năm 2019. Thì có một cái bài tập mà tôi đã thử áp dụng với lớp học, đó là phát cho mỗi người một quả bóng bay. Và trong quả bóng bay đó thì nhờ mỗi người là ghi tên của họ vào, và sau đó ném quả bóng bay đấy vào trong cái căn phòng của lớp học và đẩy hết mọi người ra ngoài. Sau 10 phút thì đưa mọi người quay trở lại phòng học. Và bài tập là mọi người phải tìm ra cái quả bóng mà có tên của mình đã được xáo trộn lung tung trong căn phòng đó. Và mọi người thì rất là hỗn loạn, rồi tranh cướp nhau, rồi cố gắng mọi cách để tìm, nhưng mà rất ít người tìm được. Và mục tiêu của bài tập là sau 5 phút tất cả mọi người trong căn phòng đều phải tìm lại được quả bóng có tên của mình. Nhưng mà đương nhiên nhiệm vụ này thì bất khả thi trong một cái xu thế hỗn loạn mà ai cũng phải mong muốn là mình tìm được đầu tiên, mình tìm được trước, nếu không thì bị phạt mà. Mà hình phạt thì lại hơi oái oăm một chút nữa. Nhưng đương nhiên nếu như chúng ta chỉ nghĩ cho một mình thì chúng ta sẽ thất bại toàn tập. Và lần đầu tiên mọi người chơi đã bị thất bại. Đến lần thứ hai mọi người chơi, và tôi có nói với mọi người thì đổi lại cái cách chơi một chút.
chúng ta sẽ bình tĩnh thôi. Và sẽ có từng người cầm quả bóng lên và đọc to tên mà được ghi trên quả bóng đó để trao trả về cho đúng chủ nhân của nó. Và khi mà mọi người hợp tác với nhau, sẵn sàng cho đi và giúp đỡ cho nhau tìm được quả bóng, thì mọi thứ nó lại trở nên rất nhanh chóng và dễ dàng. Và ai cũng vui nữa, bởi vì không phải dẫm đạp lên nhau này, rồi mình còn nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Và đó là một điều rất tuyệt trong cuộc sống. Nó cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn trở nên giỏi giang ở một cái lĩnh vực nào đó, thì chúng ta phải biết cho đi, chia sẻ và phụng sự ở trong cái lĩnh vực đó. Giống như bạn muốn trở thành một life coach, giống như Tệ An, một người truyền cảm hứng, một người biết giúp đỡ những người khác để họ có thể gỡ rối những cái vấn đề của mình, để họ có thể có một tầm nhìn mới, để họ có thể nhìn nhận ra bên trong họ còn rất nhiều những điều tuyệt vời, thì lúc đó bạn cũng cần phải biết sẻ chia niềm vui với người khác này. Bạn cũng cần phải có đủ sự bản lĩnh, sự can đảm, sự bao dung, sự kiên nhẫn để ngồi lắng nghe nỗi khổ của một ai đó này. Bởi vì đôi khi mình chỉ ngồi mình lắng nghe họ kể khổ thôi, nhưng nỗi khổ của một con người mà kể ra được thì nó đã được xoa dịu, nó đã được vơi bớt đi rất rất nhiều rồi. Và hôm nay trong video này, đó là thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn không cần phải đi tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc ở xung quanh bạn. Và một điều tuyệt vời để cho bạn trở nên hạnh phúc hơn, bớt khổ đau hơn, là hãy sẵn sàng giang tay giúp đỡ, cho đi, hỗ trợ cho những người xung quanh. Có thể đem đến nụ cười cho họ, hoặc có thể ngồi lắng nghe họ than nghèo kể khổ. Và tốt hơn nữa thì giúp cho họ có thể có những tầm nhìn mới để giải quyết những vấn đề đó. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và Tuệ An cũng biết được rằng có rất nhiều bạn, tuy là mình muốn đấy, mình khao khát đấy, nhưng mình thấy mình quá non trẻ và mình không có biết rằng mình sẽ phải bắt đầu từ đâu khi đi trên con đường này. Chính vì thế mà Tuệ An cho ra mắt một chương trình rất đặc biệt. Đây nó sẽ là một khóa học dài hạn, kéo dài đến hơn 7 tháng mà bạn và Tuệ An sẽ phải đồng hành thực sự với nhau. Nó tên là Nghệ thuật chia sẻ từ tâm. Và cũng không phải là lần đầu tiên Tuệ An cho ra mắt chương trình này. Chương trình này nó đã có đến mùa thứ 3 rồi, có nghĩa là đã trải qua K1 và K2. Và với K1 và K2 thì Tuệ An đã tìm được rất nhiều nhân tố mà bây giờ họ đã trở thành những life coach trong đội ngũ của Tuệ An. Họ cũng thay Tuệ An chia sẻ với cộng đồng, rồi truyền rất nhiều những cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng. Mà không phải là một người đâu nha, phải đến hàng chục người đó. Và Tuệ An thấy rằng cộng đồng cần nhiều hơn nữa con số đó để có thể có những người thực sự tâm huyết, thật sự có tố chất, thực sự chất lượng và cũng thật sự giỏi nữa. Nên Tuệ An quyết định là sẽ khởi động lại chương trình Nghệ thuật chia sẻ từ tâm trong tháng 4 này. Bạn có thể gọi đây là một chương trình, mà cũng có thể gọi đây là một khóa học thì cũng đúng. Nhưng xin nhớ là nó là dài hạn nha, như Tuệ An đã chia sẻ ban đầu. Trong giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ phải học với nhau liên tục trong vòng 5 ngày để chúng ta có những cái kiến thức nền tảng và cơ bản. Sau đó thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau để rèn luyện nâng cao trong vòng 30 ngày tiếp theo. Và có thể trong giai đoạn này chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều tuyệt vời từ nhau đây. Sau đó chúng ta sẽ phải cùng với nhau, Tuệ An sẽ dẫn dắt và hỗ trợ các bạn để các bạn phải tạo ra được những khóa học, những talk show, những buổi chia sẻ mà mang tính chất cống hiến cho cộng đồng có giá trị thật sự. Và sau đó Tuệ An sẽ đồng hành theo sát cùng với bạn một một để gỡ rối cho bạn và để giúp đỡ cho bạn trong vòng 6 tháng tiếp theo. Đến với chương trình này thì Tuệ An tin rằng nó không dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những ai có đủ khao khát, có đủ mong muốn, muốn trở thành một life coach, muốn trở thành một người truyền cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng mà thôi. Mà đôi khi nó không chỉ dừng ở chuyện muốn, mà nó phải dừng ở chuyện là bạn rất yêu nó và bạn quyết tâm với nó, thì bạn mới nên tham gia. Tại vì trong khóa học này, nó sẽ là một khóa học rất tập trung. Đôi khi nó hơi nghiêm khắc, sẽ có những quy luật mà chúng ta cần phải có với nhau. Và bạn cũng sẽ cần phải sinh hoạt và làm việc theo nhóm nữa, chứ không phải chỉ là làm việc một một với Tuệ An. Nhưng bạn sẽ đạt được gì? Bạn sẽ có thể phá bỏ những niềm tin cũ kỹ và giới hạn của bạn về chính mình, để bạn có thể trở thành một con người tốt hơn. Bạn cũng có được công thức để bạn
dễ dàng hơn trong cái việc mình luyện tập để mình phát triển bản thân, trở thành một người có khả năng lắng nghe, có khả năng thấu hiểu, có khả năng nói chuyện, có khả năng chia sẻ và đồng cảm với những người xung quanh. Bạn cũng được rèn luyện về tâm thức, về lối sống tỉnh thức, về thiền để giúp cho bạn có được một cái nội lực vững chắc, để từ đó khi mà nội lực bên trong của mình đã vững chắc rồi, mình đối mặt với sự khó khăn gì thì mình cũng dễ dàng có thể vượt qua. Khóa học này cũng sẽ giúp cho bạn hiểu về quyền lực đích thực. Nó đến từ đâu? Những tố chất mà bạn cần phải rèn luyện thêm là gì? Và bạn sẽ có được sự tự tin khi đứng trước đám đông, khi có thể chia sẻ những cái hiểu, cái biết của mình một cách chân thành, thẳng thắn từ trái tim. Toàn bộ kinh nghiệm của Tuệ An trong suốt những năm qua làm việc cống hiến cho cộng đồng, coaching trong lĩnh vực chữa lành, tình cảm, nâng dậy tâm hồn cũng sẽ được đóng gói và truyền đạt lại cho bạn, không thiếu bất kể một điều gì cả. Bởi vì hơn ai hết, Tuệ An mong muốn rằng thông qua khóa học này, Tuệ An sẽ tìm được những hạt giống đỏ, những nhân tố để trở thành những life coach, những diễn giả, những người truyền cảm hứng đi cùng với Tuệ An trong tương lai dài dài nhiều năm nữa, để chúng ta có thể cùng đóng góp cho cộng đồng. Nếu bạn đã thật sự mong muốn và sẵn sàng để trở thành một người truyền cảm hứng, để bước đi trên con đường khai phá những giới hạn của bản thân bạn, hay đơn giản chỉ để trở thành một life coach có thể đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ cho những người xung quanh, và nếu như bạn thấy rằng Tuệ An với bạn có thể có nhân duyên đấy, chúng ta có thể phù hợp với nhau, thì bạn hãy ấn vào đường link ở phần mô tả để bạn đọc thật kỹ. Tuệ An nhắc lại là đọc thật kỹ thông tin ở trong đường link về khóa học nghệ thuật chia sẻ từ tâm nhé. Và nếu như thấy mình phù hợp, bạn có thể đăng ký tại đường link đó. Khóa học này thì sẽ khai giảng vào mùng 1 tháng 4 năm 2022. Và Tuệ An rất mong có nhân duyên được đồng hành cùng với bạn.